Các bạn trở lại với chương trình hỏi đáp số thứ 252 của kênh công nghệ TDD. Thưa các bạn, vậy là hai ngày hôm nay không có thêm bệnh nhân nhiễm Covid-19 Thật là một tin vui cho bà con Việt Nam chúng ta đúng không ạ? Cũng mong cái dịch này nó nhanh qua đi để cho cuộc sống chúng ta ổn định Chứ nó thực sự là bây giờ khổ quá các bạn ạ Làm việc mọi thứ đều bị đình trệ Và kinh tế đang bị suy thoái rất nặng Đặc biệt là các bạn không được đi học, mọi người đều ở nhà Không kiếm được giá tiền luôn đấy các bạn ạ Chính vì thế là thôi cứ cầu cho xã hội được bình an Cái dịch Covid này nó nhanh chóng đi để cho cuộc sống của chúng ta ổn định trở lại các bạn nhé Còn bây giờ đây chúng ta sẽ đến với tất cả các câu hỏi của ngày hôm nay Mời các bạn đón xem Vâng thưa các bạn là chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên của bạn là Dương Võ các bạn nhé Tầm trên dưới 5 triệu nên chọn Lenovo nào anh ơi Ưu tiên tiền lợi anh ơi Em ơi nếu mà hơn 5 triệu thôi cố một chút em ơi lấy luôn con ThinkPad L540 này chứ còn nếu mà máy ở phân khúc dưới thì anh lại đợt này lại không có hàng em ạ Tại vì sao mà anh lại vẫn tư vấn em con ThinkPad L540 này Bởi vì đơn giản nhá chiếc máy này có màn hình 15,6 inch này đó đúng không ạ Và nó có bàn phím phụ là cũng rất là tiện dụng cho mọi người này Và thứ hai nữa là có camera đợt này thì tối qua anh có review lên em ạ Nó có camera cái thứ này và chip m thì nó rất là khỏe Đấy màn to có bàn phím phụ nó sẽ hỗ trợ em làm đồ họa cũng như chơi game rất là tốt Đây em cố gắng một chút thì lấy bản 6 triệu này anh nghĩ cũng là ok này Em nhá Còn nếu ở phân khúc dưới thì anh đang có x240 thì nó cũng chỉ hơn 5 triệu nhưng mà màn thì hơi nhỏ em ạ Gọi tư vấn em em này Ok em ơi tí anh tư vấn luôn cho em rồi nhá Anh trả lời các câu hỏi xong anh gọi anh tư vấn cho em Câu hỏi ở trên thì anh cũng tư vấn rồi đấy Em có thể nghe cái lợi thế của phiên bản ThinkPad L540 Và trên video anh cũng có nói hết đấy bạn nhé Câu hỏi tiếp theo của bạn Giang Nguyễn này Anh ơi cho em hỏi một máy gaming dưới 10 triệu chơi PUBG Mobile Em ơi dưới 10 triệu em mua con này cho anh này Đây ngon nhất này đúng ThinkPad anh vừa giới thiệu xong ThinkPad L540 Tại vì sao này giới thiệu em con này cũng giống như câu hỏi ở trên thì anh cũng tư vấn cho em là màn nó to này, chip mờ nó khỏe này, có ổ cứng SD này, là chiến nó ngon lành. Ngoài ra em chọn con này nữa này, đeo 6540 nhá, cố hẳn con này này. Con này thì hơn con ThinkPad l là mươi, là đó là nó sẽ có Vega rời và chip i7. Đây giá này em này, em tham khảo này. Đấy. Em tham khảo thêm nhá. Gửi cho em thêm con này này. 6510 được trang bị chip i7 và vỏ hộp kim nhôm có Vega rời 2 g cũng như màn hình Full HD và có ổ cứng SD nên nó chạy rất là khỏe sẽ hỗ trợ em chơi game các thứ ok ngon lành. Chết anh đã gửi nhầm mà bạn ở bên trên rồi anh đây gửi cho em hai con này nè ôi, ôi Cảm ơn em nha em Hùng nhá. Lê Tèo like cảm ơn em. Chào chú, chào cháu nhá, hôm nào cũng được gặp cháu ở trên này. Câu hỏi của bạn Hà Vũ này. Dell 7510 coi 76820 ra 16 g SD 542 gb M1 M màn full có con này không? Em ơi nhà anh có sẵn hàng em, đây em tham khảo này 7540 này. Ở à đâu? 7510. Anh có sẵn đây, em vào tham khảo đây nhá. Anh có cả hàng ở Sài Gòn mà ở Hà, Hà Nội đều có em nhé em tham khảo giá ở đây câu hỏi của bạn tập nhâm à con này với con 640 con nào ngon hơn em bốn 640 thì chip được mới hơn một đời nhưng lại không có vega rời em ạ con này trong khi đó thì anh về nó có vega rời sẽ hỗ trợ em à, chơi game cũng như làm đồ họa tốt hơn em nhá con 640 thì cũng được đấy em nhưng chỉ tiếc cái là không có vega rời thôi chào cháu tin đức nha hôm nào cũng gặp cháu này Chào chú, cho cháu hỏi vấn đề về máy tính Cháu có thể comment vào Facebook chú hoặc gửi email cho chú được không? Nói thực sự với cháu cứ alo chú cho nhanh Số điện thoại của chú là 077-357-499 ở cuối Còn nếu mà không thì nhắn tin lên chú Còn chú sẽ hỗ trợ gọi điện lại tư vấn cho Cháu nhé Câu hỏi của bạn Huy Nguyễn này Anh ơi sao em cài Win vào MacBook Pro Thì dung đường OC của nó bị quá ít vậy anh Không tải được gì hết Em ơi, em cài vào thì em phải chia ổ cứng nó ví dụ như ổ 128 thì chia đôi ra để nó hơi ít em ạ. Chia không đủ thì nó thiếu thôi, có gì đâu em. Câu hỏi của bạn Hoa Anh Đào. Máy này có bản i 7 h cả quá rô không anh ơi, giá bao nhiêu? Em là lập trình viên chạy đa nhiệm giả lập không cần với rời. Tiếc quá em ạ, à, anh này không có em, anh chỉ có i5 thôi. i7 thì anh không có em. Đợt sau chắc về thì có hàng. Không thì em cổ lấy con này này, cũng được này. Đây em, Em lấy bản cấu hình máy 99% thôi anh sắp về đấy. 99% sắp về anh để cho 28 triệu. Đây là chiếc HP ZBook 15 G5 nó có trang bị cả đồ họa rời Quadro đấy. Dùng ngon à, em nhé. Câu hỏi của bạn 36 Mai Hồng Mạnh. Em chào anh, cho em hỏi Dell Latitude E6510 cấu hình 1 và ThinkPad L540 cấu hình 1 thì máy nào chơi game tốt hơn Em ơi cả hai máy đều được trang bị CPU dòng thế hệ thứ tư đó là i5-4210M hoặc 4003M Thực tế thì hai chiếc máy thì được đánh giá ở phân khúc là cùng phân khúc Có điều là ThinkPad thì có bàn phím hoạt động tốt hơn cũng như khả năng tản nhiệt tương đối là ok Còn ngoài ra hai máy này thì anh đánh giá là cấu hình nó ngang ngửa tương tự nhau thôi Nếu thuần về kỹ thuật, thuần về bàn phím, gõ phím nhiều và làm việc tốt về đêm thì anh nghĩ là ThinkPad đã ứng tốt hơn Còn nếu mà thích kiểu vỏ máy hợp kim nhôm chắc chắn thì có thể chọn Dell 6540 Ok em nhé còn cấu hình nó là như nhau thôi em Câu hỏi tiếp theo của bạn Thanh Nguyễn Quang Bạn ơi cái topic này từ 3 đến 10 triệu Thì nó chỉ là những cái máy cũ dùng rồi Mình gọi là máy bãi thôi chứ không phải máy mới bạn nhá Nó là máy bãi bạn ạ Máy cũ Con này so với ThinkPad L Món xịn xò hơn vậy anh Em ơi con top này là con 6430 Hôm qua anh làm lên thứ nhất là 6430 Thì nó là màn hình 14 inch em ạ Không có màn hình phụ Nó phù hợp với các bạn thường xuyên di chuyển đi lại nhiều trong khi đó thì ThinkPad L540 thì nó có màn hình 15.6 inch to hơn, bự hơn và mà có bàn phím phụ, phù hợp với những người làm việc liên tục thời gian dài trên máy tính thì với màn to thì xem phim hay là mọi thứ làm việc, không gian trên màn hình thì nó rộng hơn. Nhưng nhược điểm của nó đó là to và nặng hơn em nhé. Câu hỏi của bạn Lê Văn Ý. Em chào anh, cho em hỏi có nên mua Asus FX50517 inch để chơi game không? Em ơi con này cũng được mà em có điều là tản nhiệt thì hơi nóng một chút thôi còn cấu hình thì ok mà màn 17 inch chơi game thì sướng rồi em không gian tiết diện màn hình nó lớn mà ok em nhé Câu hỏi của bạn Thành Quách Tú Anh ơi cho em con máy 6540 i7 cặp VGA rời Vega 2G RAM 8 nhưng sao chạy game như liên minh hiển thoại thấy nó khá giật nang trong khi bạn em dùng con 52 5270 i7 không có cạc rời cùng tựa game thì nó lại mượt chân chu mong anh giải đáp em ơi thứ nhất là 6540 nếu em cài chuẩn cả màn hình rời và có ổ cứng SD anh khẳng định với em mức FPS chơi lúc nào cũng ở mức từ 90 đến 100 đó là mức cài đặt cao thì chắc chắn là hơn con 5270 này có thể là trong trường hợp của em là máy chưa được cài cả màn hình này hoặc là thứ hai nữa là sạc cắm vào không cắm sạc và thứ ba này có thể là sạc đều đấy. Và thứ tư nữa có thể là lỗi Vega rời Chứ anh chắc chắn với em với cấu hình của em thì nó ăn đứt so với con 5270i5 Nhá em nhá Test thử những cái vừa rồi anh vừa nói Câu hỏi tiếp theo Văn Alpha này Review con Acer s 3 Ừ có thời gian anh sẽ làm luôn cho em bởi vì anh cũng chưa có máy em ạ Câu hỏi của bạn Mai Nguyễn này Bạn ơi mình mua cũ con này về camera đen là hỏng rồi phải không lên người ta che đen không thấy mắt camera đâu À không phải đó bạn ơi Nếu mà che đen đi thì chiếc máy của bạn không có camera Chứ không phải là nó hỏng bạn ạ Con này là con gì đây Con này là 650G1 không có camera bạn ơi Nếu mà có camera thì bạn sẽ xem được Còn không có camera thì nó sẽ báo là thiếu phần cứng bạn nhá Còn nếu mà trong trường hợp nó báo đen xì Thì có thể là camera đang bị lỗi bạn ạ Bạn nhá Thì kiểm tra lại chỗ cửa hàng bán xem như nào Câu hỏi tiếp theo giữa ThinkPad L560 và Dell 5540 thì con nào ngon hơn? Nếu mà thuần kỹ thuật thì anh nó thực sự thì fan của ThinkPad, anh thích bàn phím của nó và thích cái khả năng hoạt động của nó và màn hình của nó tương đối ok. Trong cái đó cùng phân khúc E5540 thì bàn phím thì anh nghĩ là gõ không xứ bằng. Nếu thuần kỹ thuật và bấm phím nhiều. Nói chung là cho một like cho ThinkPad L560 em nhé. Câu hỏi của bạn Cuộc sống thực TV. Mình chưa dùng laptop bao giờ, mình muốn mua một máy khoảng 6 đến 8 triệu để mình làm YouTube. Bạn tư vấn cho mình nhé, xin cảm ơn Zalo. Vâng, ok, cảm ơn bạn, mình sẽ tư vấn cho bạn qua Zalo bạn nhé. Mình sẽ tư vấn qua một chút. Thứ ba là tầm khoảng 6 đến 8 triệu để mà làm YouTube được thì thứ nhất, bạn phải chọn cấu hình máy nó khỏe một chút. Nhưng mà mình nói luôn với bạn thì cấu hình này thì thực sự nó chỉ ở mức là bạn là làm được thôi. mà bạn có thể chỉnh sửa cắt ghép video ở mức Full HD, chỉ còn nếu mà làm 4K thì nó rất chậm và mất nhiều thời gian. Nhưng mà nếu mà bạn mà, bạn làm kiểu dạng cắt ghép video full để post YouTube thì ok bạn nhé. Trong phân khúc tầm tiền của bạn đấy thì hôm qua mình có về ThinkPad N540 này này. Đây, bạn chọn chiếc máy này nhá Còn nếu mà thực sự mà cố một chút mà ở tầm phân khúc trên 10 triệu thì bạn cố cho mình chiếc Dell Latitude 65, 6540. Em này thứ nhất là nó có Vega rời, nó khỏe thì làm được bạn ạ Chứ còn nếu mà Vega On kể chip mờ thì việc bạn làm đồ họa hoặc bạn chỉnh sửa video thì nó sẽ hơi yếu hơn một chút Con này thì cố gắng chọn phiên bản i7 hơn 10 triệu bạn nhé Mình gửi cho nhóm này các bạn, tư vấn cho bạn này các em nhà mình sẽ tư vấn cho bạn nhé, còn mình thì vừa tư vấn cho bạn qua video rồi đấy. Câu hỏi của bạn Dự Nguyễn này. Con này khác gì so với Asus F571? Con này thì mình mang về từ Đài Loan bạn ạ. Nó có cái cấu hình cũng tương tự thôi nhưng cái kiểu dáng nó thì gần giống dòng uh, uh, đây, Vivo Đây, VivoBook mình nói này. VivoBook thì thông thường thì nó mỏng mỏng mà, đúng không? Mà cấu hình thì chip U nhưng con này thì nó lại GT 1050, đây cấu hình của nó này, 1650 khá là khỏe. Xin lỗi bạn không phải là 1050 mà GTX 1650 Hôm vừa rồi tôi bán con này hình như là đây là giá này Tôi bán rẻ mà Tôi bán có 22 triệu rưỡi cả nhà Đây có hình của nó đây này 9750H là con CPU khỏe này Màn 120 hz thì ok quá này RAM này ra hẳn 24 gb bạn ạ Rẻ tôi bán rẻ mà SD512 gb Và GTX 1650 series 16 con này nếu ở phân khúc giá thì nó là thượng đế luôn các bạn ạ, không có chiếc máy nào có cấu hình cao giá rẻ như này đâu. Chào cháu, cháu Ngô nhá, hôm nào cũng lên gặp cháu. Bạn của cháu có máy tính Asus FX504 này nhưng cấu hình của nó là i 8750 h và càng 100 ty 4 g phục vụ chơi các tựa game đồ họa nặng. Chú ạ, bạn cháu là game thủ. Ừ, con này thì ok mà rẻ nhưng mà nhược điểm là vỏ nhựa màn thì hơi cùi và khi test thực tế thì hơi nóng một chút mọi thứ ok ngon lành em nhé cháu nhá câu hỏi của bạn Đức Anh Trần trong tầm giá từ 15 đến 20 triệu 20 đến 25 triệu có con nào nhìn thiết kế ổn cấu hình ổn vừa làm văn phòng giải trí ưu tiên dòng đeo với MacBook bạn ơi nếu ở phân khúc giá tầm từ khoảng 20 triệu thì mình nghĩ nếu mà MacBook thì bạn sẽ chọn phiên bản đời năm 2010 à 15 ví dụ các mã như là MF839, MF840 Đây bạn này Đây là trang web về Apple của nhà mình nhá serviceapple.vn Mình sẽ chọn bàn là MF840 này Đây là bạn này Nếu mà Macbook thì chiếc máy này sẽ ổn định Ok nhất cho bạn trong phân khúc dưới 20 triệu này Máy có màn hình Retina, coi 5 8 gb đủ cho bạn làm việc văn phòng, giải trí và chơi các tựa game nhẹ nhàng. Bạn lưu ý nếu để chơi game trên MacBook thì bạn phải cài đặt hệ điều hành Windows bạn mới chơi được bạn nhé. Còn nếu mà ở phân khúc tầm 22-25 triệu thì bạn nếu mà bạn chọn đeo ấy, bạn máy tính ấy đeo ấy thì đây 9560 này, đây đẳng cấp cho bạn luôn. Máy có thiết kế viền màn hình mỏng Infinity e tràn viền và có phiên bản màn hình 4K, màn hình Full HD, giải màu lên đến 100% RGB. Âm thanh và hình ảnh phải nói là tuyệt vời. Máy được trang bị CPU Core i7, 7700 này bạn này và có card hình là GTX 1050. Đây, giá bán tại cửa hàng mình này bạn này. Con này có thiết kế đẹp, mỏng nhẹ. Bạn tham khảo thêm nhé. Còn nếu mà bạn dùng MacBook mà phiên bản bạn muốn khỏe một chút thì bạn dùng dòng 15 inch nhưng 15 inch thì có cấu hình thì đời 2015 giống như phiên bản đó là MF840 này, bạn này. Còn nếu như bạn dùng phiên bản các phiên bản cho làm phiên bản màn hình 13 inch thì bạn có thể chọn phiên bản này. MPXQ2. Đây là chiếc không tút 3 phiên bản 2017. Đây, giá 22.500. Con này để form thiết kế hoàn toàn mới. Mình copy cho bạn tham khảo thêm nhé Cảm ơn cháu Ngô nhá Hôm nay cũng thấy lịch ở trên trang của chú Cảm ơn cháu Câu hỏi của bạn Hiếu này y 5 I5, I5 thế hệ 10 và y 7 thế hệ 6 Có nào hơn vậy? Em ơi nếu mà i5 và i7 thứ nhất bây giờ thì nó sẽ có các dòng bao gồm là chip U và chip H hoặc chip HQ Mình cho là trong trường hợp là i5 chip HQ đi với cả i7 i5 thế hệ 10 đây thì chắc chắn là chip U rồi Thì chắc chắn là bạn hỏi là chip U So với i7 thế hệ 6 nếu mà mình cho là trong trường hợp con i7 6007 HQ thì vẫn có thể mạnh hơn con i5 thế hệ 10 Bởi vì i5 thế hệ 10 thì thông thường nó là những chiếc máy dành cho văn phòng và được trang bị nếu mà có cạc họa rời thì thường là những dòng cạc mà không khỏe lắm Thông thường ví dụ là mới 130 hay là mới 250 với dung lượng 2 g thôi. Còn nếu mà cho là con i7 mình cho là thế hệ thứ 6 đến bảy thường trên các dòng máy gaming sẽ được trang bị bao gồm cả màn hình là GTX 960. Về sức mạnh để chơi game và làm đồ họa thì nó sẽ khỏe hơn so với con i5 thế hệ 10. Nhưng mà bù lại thì bạn mua thế hệ 10 thì bạn sẽ mua được máy mới và cấu hình nó sẽ cao. Nhưng mà cao ở đây thì có nghĩa là cao trong cái phân khúc làm văn phòng thôi, đồ họa tầm trung thôi chứ còn nếu mà chơi game làm đồ họa mà chip u thì nó không khỏe đâu nhé. Yeah. Câu hỏi của bạn mới này, One Luli này, Lenovo tầm giá 12 triệu ngon chưa? Anh máy mới à? Em với 12 triệu máy mới thì cơ bản dùng văn phòng, đồ họa linh tinh thôi em ạ, chứ còn nếu mà làm khủng thì không có em nhé. Bởi vì dòng ThinkPad nó đắt em ạ. Đây em có thể tham khảo trên uh, Lenovo này, một vài dòng máy anh có này. Còn 12 triệu thì dòng này thì nó bình thường thôi em ạ. Câu hỏi của bạn chơi game này. Vừa tích tiền đủ lại lên giá 800k Thôi đợi giá xuống Em ơi phải rất là xin lỗi em vì đợt này thực tế thì anh trên video anh cũng đã nói rồi Nguyên nhân tăng giá thì đơn giản là đợt này là đang được dịch trên toàn thế giới Và phương thức vận chuyển nó rất là khó khăn và vất nhiều công đoạn để về Và thứ hai nữa là các đầu lậu có những người buôn giá gốc như em Họ đẩy giá lên cao mà bởi vì mọi thứ đều khan hiếm nên bây giờ thì nó tăng theo thời gian Anh cũng phải rất là xin lỗi mọi người chứ chả biết làm thế nào em ạ Một mình anh thì không chống lại được toàn thế giới được em mà đợt này thì nó có cái cải tiến mới là nó có camera về đây em Còn đợt trước thì nó lại không có cam em ạ em nhá Câu hỏi của bạn Đức Phạm này Cho em hỏi con ThinkPad T420 của em bị nối tốc độ 0.7 thì khắc phục thế nào Em ơi có một số con này thường chỉ cài lại win là được thôi em Còn nếu mà cài lại win không được thì em up thử BIOS của nó xem nhá nếu up BIOS mà không được thì có thể là lỗi CPU em ạ à. Em thay thử con CPU nó Bởi vì con CPU này táo rời được mà Em nhá thì có vài nguyên nhân vừa rồi thôi Câu hỏi tiếp theo của bạn Huyền Nguyễn này. Lên chọn Dell Latitude 5470 27450 cho văn phòng Photoshop nhẹ. Em ơi thực tế thì hai chiếc máy này cấu hình nó như nhau và nhìn vào kiểu dáng bên ngoài thì gần như là giống nhau, nhưng Dell Latitude 7450 sẽ có mỏng hơn một chút, có nghĩa là thiết kế nó mỏng hơn. Trong khi đó thì 5470 nó dài hơn. Nhưng em lưu ý thì phiên bản Latitude 5470 có phiên bản chạy chip HQ. Nếu mà chip HQ thì nó khỏe hơn so với phiên bản 7450 rất là nhiều em ạ. Ví dụ như là i5 7 uh, i5 trên con 5470 thì anh có i5 6440HQ và i7 6820HQ. Tại vì sao nó dày? Bởi vì cơ bản là nó sẽ thiết kế với cái cái hiệu năng của CPU dòng chip HQ nó khỏe để đủ không gian tản nhiệt. Trong khi đó thì 7450 chỉ có chip U thôi, không có chip HQ em nhé. Câu hỏi của bạn Quảng, shop ơi mình muốn đặt một con trên web. Bạn ấy đặt thì đơn giản rồi bạn. Alo cho mình hoặc có thể đặt trên Facebook cửa hàng mình nhé. Đây Facebook cửa hàng mình này là mua online thì bạn ở đây. Bạn có thể vào đây để bạn tìm hiểu này. Đấy, ok bạn nhá. Anh ơi cho em hỏi còn giá thấp nhất ạ. À? Em ơi đây giá đây em ơi. Cũng xin lỗi mọi người là L540 đợt này thì giá nó lại cao hơn mấy trăm thì anh cũng nói mọi người rồi thì thông cảm cho anh nhá. Nhưng đợt này là cải tiến về là có camera em ạ. Đây có cam thì nó sẽ hỗ trợ mọi người học hành online và cái từ ok ngon lành hơn Câu hỏi của bạn Lâm Bạn cho tôi hỏi 3 triệu mua laptop nào để dùng cho nhạc sống karaoke di động Màn hình máy sáng bluetooth Bạn ơi nói thực sự chân, chân thành với bạn nhé Chứ còn tầm bây giờ đang ở mùa dịch cái thứ nhất là máy 3 triệu bây giờ là máy rất là lát Tại vì sao mình nói vậy Thứ nhất là 3 triệu thì những chiếc máy được sản xuất từ 2009 và 2010 và chỉ một số dòng máy là được à dòng 2011. Nhưng mà bây giờ thì với nhu cầu của người dân dùng đột biến tăng cao phải đến gấp 10 lần ấy, mình nói chân thành luôn. Và cái lượng máy là cung cấp không đủ bán ra. Và 3 triệu thì thực sự là cấu hình nó quá thấp mà theo như mình thì không nên dùng. Và với công việc của bạn thì bạn đi làm kiếm tiền, thôi cố gắng đầu tư một chút thì nên tầm khoảng 4 đến 5 triệu thì sẽ ngon bạn ạ. Còn 4 đến 5 triệu thì con 6430 này đây thì nó cũng có giá 5 triệu đấy bạn. Chứ còn bạn yêu cầu cả Wi-Fi, Bluetooth mạnh, âm thanh hay thì 3 triệu thì không có bạn ạ. Đây hoặc bạn có thể tham khảo một số mẫu ở đây nhé Chứ còn nói thực sự bạn là máy 3 triệu giờ thì cùi lắm mà, là, mà lát lát mình nói thực sự cửa hàng nhưng mình không dám làm Bởi vì làm xong bảo hành thì mất uy tín đó bạn ạ Cảm ơn dùng bạn Dung Nguyễn Đúng rồi bạn ạ à, con này thì nếu tầm 6 triệu thì mình nghĩ là không có máy nào có cấu hình cao như con này Đặc biệt là ThinkPad thì độ bền nó rất là cao Cảm ơn bạn Câu hỏi của bạn Đạt Lương 15 triệu mua máy nào phù hợp dùng ổn định bạn đang lương ơi 15 triệu thì nó có rất là nhiều phân khúc máy bạn ạ ví dụ như bạn làm mình cho là bạn làm kỹ thuật làm đồ họa đi thì bạn sẽ chọn các dòng máy chạm ví dụ như chiếc máy này này đây là chiếc máy mobile station đây m bốn tám này chuyên dành cho các kỹ sư đồ họa để dừng các công việc phức tạp về đồ họa còn nếu mà bạn thực sự mà bạn muốn chơi game ấy bạn muốn chơi game thì bạn sẽ chọn cái dòng máy gaming như con này này Chơi game và làm đồ họa thì nó cũng vẫn là một cái thuật toán nhé bạn nhé Vẫn có thể gọi là giống nhau Nhưng mà dòng máy gaming sẽ được trang bị cảm hình đó là GTX này Bạn nhìn này Và vỏ của chất lượng của dòng máy gaming thì nó cũng sẽ không thể bằng máy chạm với tiêu chuẩn độ bền được Nhưng bù lại bạn sẽ có một cái máy cấu hình rất cao đó là i5-7300Q Mình sẽ gửi cho bạn đường link để bạn tham khảo nhé và GT của nó là 1050 rất là khỏe bạn ạ Vừa chơi game vừa làm đồ họa Có điều là độ bền của nó thì không phải dành cho dân kỹ thuật thôi Bạn ơi nó chạy được thôi bạn ạ Chứ còn nếu mà vân khúc 6 triệu Thì mình nghĩ là không có máy nào khỏe hơn đâu Mình nghĩ nó vẫn chạy được nhưng mà Nó sẽ không khỏe bởi vì chiếc máy này thực tế Thì nó chưa có cả đồ họa rời Nhưng mà vẫn chạy được bạn nhé Câu hỏi của bạn Hoàng Trần này còn con Asus TUF FX505DT. Con nào hơn vậy xét về hiệu năng và độ chắc chắn của máy? Độ chắc chắn của máy thì anh đánh giá là con Asus này. Xem nào. 1650 TOF 505 thì thực tế thì mình cũng đã từng review rất là nhiều Con này chạy chip GC AMD này Hơi nóng một chút GTX 1650 OK Màn hình 120Hz OK SD OK Bạn ơi cả hai dòng máy này thì có thể được đánh giá là la lá là OK giống như nhau Nhưng nếu mà để thiết kế với độ bắt mắt của nó ấy, Thì con Asus được đánh giá cao hơn Với hệ thống làm mát cũng OK hơn Đây Nhưng mà nhược điểm của ROG đó là G531 này thì nó thiếu đi camera và USB Type C, còn mọi thứ thì ok ngon lành. Còn nếu mà so với TUF này mình nghĩ nó sẽ đáp ứng tốt hơn đấy, ngon lành hơn. Nếu như bạn thích kiểu dáng bắt mắt thì mình nghĩ chiếc Asus sẽ ok hơn. Nhưng mà còn Asus nhắc lại bạn là không có camera đâu nhá. Nếu bạn không dùng camera thì còn được chứ nếu mà dùng camera trên máy thường xuyên mà không có thì hơi bất tiện. Con Asus À đâu rồi, xin lỗi bạn là con Lenovo N50 này có option i7 4700MQ Bạn ơi, 4700MQ chứ không phải 4770MQ đâu Bạn ơi, nếu nâng cấp chip vào thì có được bạn ạ à. Mình có thể nâng lên chip i7 4800 luôn Bạn có thể cộng thêm 1 triệu rưỡi bạn nhé Câu hỏi tiếp theo của bạn Ngọc Anh ơi, sao em thấy mấy cái laptop ThinkPad nó có lỗ ở mặt dưới với lại có ký hiệu bàn phím để làm gì vậy? em ơi đây là cái cái tính năng chống tràn ấy chống tràn bàn phím có nghĩa là nó sẽ có khe em vô tình em đổ một chút nước trên bàn phím chẳng hạn thì nó chảy xuống những khe đó anh có review anh có nói mà nó chảy xuống kho đó chảy chảy xuống cái khe cái hình giọt nước đấy nè nó sẽ không ảnh hưởng đến cái bo mạnh bo mên ở bên trong bởi vì thực tế đồ điện tử nó sợ nhất là nước em ạ dính nước là chỉ có đi thôi câu hỏi của bạn thế mạnh phan em có tầm 10 triệu thì mua máy nào chơi game ngon anh ơi em ơi 10 triệu đây em Đây 10 triệu, 10 triệu ngon nhất của em đây. Đây em nhé, em tham khảo và Dell Latitude 6540 này nhá. Chiếc máy được trang bị nó tiêu chuẩn quân đội đây, STD 80G này, màn hình Full HD này, có vân tay này, có lép phím này, có cứng SD này, đấy có Vega rời này, màn hình Full này đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn để em chơi game và làm đồ họa lập trình cũng như dùng để giải trí em nhé. Câu hỏi của bạn Phúc Phúc, đeo 6540 i5 ra 12 GSD 56 mà giá bao giá bao tiền? Bạn ơi ra 12 GB vị trí là thêm quay 8 là 700 000 này, 700 000 Bạn ơi khoảng 6 triệu rưỡi bạn ạ. 6 triệu rưỡi bạn nhé. Vâng thưa các bạn là thời lượng trả lời tin nhắn cho chương trình hỏi đáp của mình hôm nay cũng đến đây là hết rồi cứ hai ngày thì tớ lại có một số hồi đáp như này các bạn cần tư vấn về laptop tư vấn về macbook các câu hỏi về phần mềm phần cứng các bạn vui lòng đặt ở bên dưới cũng mong các bạn thông cảm đợt này là mình trả lời cũng hơi chậm bởi vì thực tế thì vẫn là đang đợt dịch đang cấm hoạt động chính thế cái cái, cái cái nhân viên các em nhân viên đi làm vẫn chưa đủ bởi vì một số em thì bố mẹ không cho đi làm và một số em thì đang ở vùng cách ly nên an toàn thì mình vẫn cứ hàng ngày mình vẫn làm như này nhưng còn an toàn thì cho các em nó vẫn đang nghỉ ở nhà không biết một tuần nữa thì liệu có ổn hay không cũng hy vọng các bạn ủng hộ kênh của mình bằng cách đó là các bạn đăng ký kênh và bấm cái chuông bên cạnh để chúng ta tương tác tốt hơn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.